Vâng, xin chào quý vị khán giả thân mến. Thì tiếp tục lại mình với ông Bảy tiếp tục lại đi ra một cái vườn của nhà ông ở đây, một cái vườn khác là cái vườn táo Kim Đại Mật đây mọi người ạ. Làm cái mô hình ở đây thì vườn táo mình rất là thích luôn này. Đấy, cũng được chôn những cái cột bê tông rất là cẩn thận. Bức giàn cũng bằng dây thép ly đây mọi người nhé. Đấy. Ở đây như ông vừa nãy ông bảo là đây 200 cây à? Ừ, vườn này cả lên kia 200 cây. Đấy, 200 cây được cái khu này, còn một cái khu ở phía bên trên nữa vẫn còn nữa mọi người ạ. À. Trên kia thì có mấy chục cây thôi. Vâng, trên đấy ông gần 100 cây nữa. Thì mình xuống cái vườn dưới này, đây, ông bật hái xanh hết đầy xanh đi này. Nói chung là quả như năm nay nó sai được như thế này là đẹp. Chỗ nhìn này là quá là phê đấy ông ạ. Ừ. Nhìn vào cái vườn này thích thế. Đây, cái này mấy cây nó gió te tùa nó ra. À. Nó ra cái lớp này bây giờ mới đậu. Vâng, ra cuối nhỉ. Ừ. Đậu lớp cuối rồi. Lớp cuối đấy. Lớp cuối đây. Hoa. Quả rồi. Khá là mẩy không mọi người ạ. Này thì nhanh lắm. Lớp này chắc là... ra riêng hai, cái lớp bây giờ đang đậu này. À, cái lớp đấy thì phải ra riêng hai thật rồi. Ừ. Lớp này, ui, nhìn cái vài nó này, ông ạ. Cái này đến mùa thu hoạch cháu lại lên. Cháu quay cái hàng để xem mọi người nhìn, hình dung ra những cái quả táo nhà ông làm ra xem là nó to như thế nào. Mà nó đẹp như thế nào. Đấy. Cái thô nhìn nó phê. Ở đây cũng trồng cùng năm ở cái vườn dưới kia không? Cái số này thì dòng trước. Dòng trước ạ? Ờ, dòng trước, cái trong kia. Thế cái này khoảng độ 2 năm. Nhưng mà một số vành vành này thôi. Cái trong kia, cái lớp đây là mình dùng cùng cái lớp này hết. Nhưng mà về sau mình phá đi. Vâng. Phá đi lại trồng cây khác, thế là không hiệu quả. Thế lại dòng lại táo. Vâng. Trong các loại táo thì ông thích làm táo nào nhất? Chỉ nếu mà trong các loại táo như mình làm quen thì mình chỉ thích làm táo đài, dòng đài. Nói chung là dòng đài. Dòng đài. Ừ. Đài cũ cũng được, đài cũ cũng đẹp. Vâng. Ui, nhìn ông cho nó ăn này. Đấy. Mỗi một cây là một bao không? Hai bao. Hai bao à? Ừ. Thằng nào? Một cây hai bao phân gà. Đấy. Thằng nào hai bao nhưng mà mình mua từ tháng 4, tháng 3, à tháng 4, tháng 5, tháng 3, tháng 4 ấy. À. Xong về xong cứ vứt cả bao ở đấy thôi. À vâng. Xong bây giờ nó có quả rồi mình mới đổ ra ấy. Ui ôi, quả này này. Ông ơi, gần bằng to hơn ngón chân cái rồi này. Những cái quả này là... Vâng. Sau nó phải 2 lạng, lạng rưỡi, 2 lạng. To nhớ. Nhìn những cái lớp táo này thích thế này. Nếu ông cho nó ăn mạnh nấy làm sao mà quả ghế này. Nhìn cây la bé tí đây, ai bảo là vâng. Đại mật đâu. Thế nhỉ? Ừ. Nhìn kiểu như là... Cái vườn nó úng nước quá. Úng à? Nó mưa nhiều. À. Nó úng cái dạo mà nó bắt đầu có hoa, nó vàng khé cây đi. Vâng. Úi. Nhưng mà cái táo này mình chăm lên nó nhanh thôi mà. Cái cành này thì... Một tháng thì lên xanh ngay. Cành này nó sai như thế này mà mọi người ạ. Đấy. À đây cháu nhìn hình như là khoảng cách đây là trồng thưa hơn ở cái vườn vừa nãy. Ở cái này trước trồng thưa hơn. Vâng. Cái này là 6 thưa mét, hơn. Yeah. 6 mét, 4 mét. Mà chính ra như này cháu mét, nhìn này nó là đẹp này. Đúng rồi. Dùng táo cái phun thuốc như... nó cũng dễ này. Dễ đấy. Mà tán nó cũng chạm nhau hết đấy. Đấy, nó giao nhau hết đấy nhỉ? Ờ, tán nó cũng đến chạm nhau hết đấy. Vâng. Không phải là ấy đâu. Ui giời ơi này. Nhìn vườn nữa, mê. Cái luống nhà ông làm thẳng bét luôn mọi người ạ. Đấy, cái luống này nó khá là to. Trước này nó có luống sẵn rồi, thế mình trồng lên thì nó... Như thế này chẳng hạn như ông đi vào đây là ông vẫn du xe rùa hay là cái gì vận chuyển nó dễ. Chở vào vẫn đi lại được. Xe ba bánh vẫn đi bình thường. Đấy, nhỉ. Đấy. Này vẫn nhờ ông vẫn treo cái dùi vàng này. Hôm nay mới có nhiều này. Nhìn cái mô hình vườn táo nhà ông làm. À đây ông
Làm bằng cột sắt này. Cái trong này trước ngày dòng trước ấy mình làm cột sắt. Vâng. Cột này cháu nghĩ là nó cũng bền chứ nhỉ? Bền chứ. Vâng. 6 7 năm rồi đấy. À ý à. Nó đã hàn mọt gì đâu. Vâng. Nhưng cái này chắc ít nữa bớt ra cho mình để cái này dày quá. Này bớt được ra để lên vườn khác. Chính là như này cháu nhìn thấy là đầu tư cái sắt này mới là hết nhiều này nhỉ? Trước ngày làm mất gần 30 triệu. Gần 30 triệu ạ. Như cái cột này là cao khoảng... Mà cái thời điểm mình làm ấy là mua cây nó còn rẻ. À vâng, đấy nhỉ. Dạ. Có thời điểm sắt nó đắt thì nó lại chi phí nó lại lên nhiều, cao hơn. Cái thời điểm mình mua cái này có đâu có mấy... 7-80 nghìn hay 8-90 nghìn ấy, cái gì một cây thôi mà. À vâng. Đấy. Nhìn cái vườn thích thế, như vào vườn ông này ấy. Vặt cái quả này đi xót ruột đấy, nhưng mà ông cứ phải vặt thôi. Đây ông vặt xanh hết dưới gốc này mọi người. Đấy. Bởi vì sai quá ông phải tỉa bớt đi. Nhiều cái chùm chân cao còn chưa tỉa được. À vâng. Đấy mình không sai là không vặt đi là nó như thế này này. Úi giời ơi. Đang ăn một quả là còn được ăn, mình để nhiều là nó gãy hết. Đấy nhỉ. Nhìn tiếc nhỉ. Nặng như giống táo này nó nặng cơ. 4 quả kia sau nó gần 1 cân ấy. Vâng. Mấy chục nghìn rồi đấy. Đấy. Sau này các bác thương lái thì dễ rồi nhỉ. Đi xem những cái vườn như thế này thì cứ chốt tại vườn thôi. Đó. Có hàng đẹp hàng mặt cho các bác luôn rồi. Toàn hàng đẹp ấy, năm nay là xác định là toàn hàng đẹp nhiều. Nó không có táo bi. Với cái số lượng nhà ông trồng nhiều như này nhưng mà mình quan sát là nhà ông là không thấy bị mốc xương đâu mọi người ạ. Nhiều nhà vườn là bị mốc xương. Cây xử lý rồi đấy. Vâng. Hai lần. Xử lý hai lần ạ? Phun hai lần thôi. Ông xử lý thời điểm này bây giờ cũng là... Từ lúc quả như thế này là bắt đầu nó đấy, bị rồi. Đấy, bé, còn bé hơn ấy. Bé hơn đã bị rồi. Thấy hiện tượng bị cái là phun. Vâng. Phun kép hai lần thì nó sạch. Đúng rồi. Còn cứ phun một lần thì nó lại bị lại ấy. Thuốc bệnh thì mình phải trị tận gốc. Càng phun được khoảng tầm... Một tuần sau phải phun lại. Là nó hết sạch. Khá là rộng luôn, như cái vườn ông. Rộng mà, cái chỗ này nó... Chứ thô. Cái nó được vuông. Này, đến mùa thu hoạch, ông có thuê người thu hoạch không? Có chứ. Có à? Thế thì cháu xin chân nhé. Không thu thì là gì phải tự thu được. Bởi vì nhiều này mà mỗi ngày như thế này một ngày nhà ông mà chẳng hạn đến mùa thu hoạch thế là tầm bao nhiêu công nhân thu hoạch? Cũng chỉ gọi thêm độ 2 người thôi. 2 người? Ừ, 2 người, nhà mình 2 người đó, 4 người thì hái một buổi sáng thì nó được hàng mấy tạ ấy. Mà làm gì hôm nào mình cũng hái làm gì nó chín nhiều ấy. Chẳng hạn như hôm nay nhá, ông hái gốc này, mai ông hái giữa, ngày kia ông lại hái gốc kia. Quay lại là sang vườn. Nói chung là ngày nào mình cũng hái. Vâng, bởi vì nhà ông có 3 chỗ hái lên đấy. Nếu vừa hái xong bên này thì sang bên kia thì quay lại là cũng chín rồi. Ví dụ hôm nay hái vườn này, mai lại hái vườn kia. Đấy. Bên kia quay lại vườn này. Vâng. Cứ lần lượt thế thôi. Mà cái này nó có phải bán ồ ạt như cái vải mới sợ được. Như này là ngày nào là tiền cũng vào. Đấy. Cái cứ mỗi ngày có ngày thì hái được 2 tạ 3 tạ, nó cứ đều như thế thôi. Vâng. Hái xanh quá người ta cũng không. Đúng rồi. Căn bản là cái cách thu hoạch ấy. Nó mua rẻ bèo đi. Bởi vì để thêm một ngày mình tội gì phải không? Đúng rồi. Để thêm một ngày 2 ngày là nó đúng rồi. Đấy nhiều. 2 ngày sau nó chín vàng lên thì mình bán hái. Đi bán nó sướng. Đây là cũng là một cái kinh nghiệm mà ông Bảy chia sẻ với quý vị khán giả và bà con là cái cách thu hoạch táo vào cái thời điểm nào cho nó phù hợp. Đúng rồi, mình cứ ví dụ cái quả nó chưa đạt đến biểu mình hái thì mình cứ bỏ đấy. Đúng rồi. Hôm sau nó vàng thêm. Đấy. Đi bán thì thương lái có bao giờ nó bảo là
Người ta không bây giờ chỉ gọi là người ta nhìn thấy mặt hàng sản phẩm mình là người ta đã thích rồi phải không? Mình cứ hái xanh đi một lần thôi, lần sau người ta không muốn mua đâu. Đúng rồi. Bởi vì cái này nó càng chín nó càng ngọt đấy. Vâng. Như hy vọng là đến thời điểm tới này cháu vẫn thích là táo lại phải ưa thời tiết rét cơ. Ừ đúng rồi. Táo càng rét càng thích. Càng nó càng ngọt càng mà nó lại nó giòn. Càng ngọt càng giòn. Đấy. Nếu mà táo mà không có rét thì không thời tiết mà nó không rét thì đúng rồi. Không tốt đâu. Vâng. Nhưng mà tốt mấy táo này, nhưng mà táo xuân rét quá mà có giá thì là táo xuân thì nó hay nổm. Vâng. Còn cái giống đài thì nó không bao giờ nổm. Hay táo này cũng là một cái cách mà mọi người cũng không nên hái vào những cái thời tiết mà kiểu nắng quá. Ừ. Nắng quá là có khả năng là nhiều lúc là bị chói ấy. Đúng rồi. Là hái sang cái chói, quả thế nếu mà tầm chiều ấy chói nắng ấy không hái được đâu, nghỉ. Đấy. Bởi vì vì nhìn sao nó không rõ nữa, quả đang nhìn xanh nó không rõ chín rồi. Mà nắng thì nó ép vào thành kiểu như là dạng chín ấy, nhưng mà hái xuống thì lại xanh. Còn sót 2-3 cây táo xuân đi. À vâng, đây nhỉ. Ghép nó không lên. À. Ghép đi ghép lại. Nên là ông tự ghép ạ? Ừ, tự ghép. Đấy. Tự ghép hết. Trước cái năm đầu tiên đi lấy đại mật này về trồng ấy, còn phải đi xuống đến Lục Nam, đến Đoàn Nghiễn để mua. À. Mua mắt và ghép năm và đầu tiên ấy. Gọi là mình cứ ghép thế điểm một vài cây không nó lên không mình lại lấy mắt. Ừ. Không mình lan nó ra nhỉ. Ừ. Mình ghép năm đầu tiên ấy ghép được có 20-30 cây và thử chả biết nó sai hay không ấy. Vâng. Không dám làm nhiều. Vâng. Thật đến năm sau nữa thì thấy nó hiệu quả xong rồi lại. Đấy. Để ông mà nó đủ độ chín ngon, nó cũng ngon lắm mà. Vâng. Nhưng mà nói chung là vẫn không bằng thằng đài cũ. Vâng. Đài cũ ăn vẫn sướng hơn. Cháu cũng thích đài cũ mà. Đài cũ nhưng mà đài cũ thì nó lại là kiểu như là năm được năm mất nên làm nó còn khó hơn. Vâng. Còn thằng hoàng này thì nó dễ hơn. Cứ bình thường nó cũng mà quả nó to hơn, nó năng suất hơn. Mà nói chung cái gì cái mình muốn làm cái gì cái quan trọng nhất là thị trường nó chuộng. Vâng. Thế thôi. Đúng rồi. Là mình làm thế thôi chứ còn. Đấy. Nhưng mà cháu hỏi một chút nhá. Bây giờ ông cắt cái đầu ngọn kia để có tác dụng gì không? Để nó tập trung nó nuôi ở đây thôi. Nó cứ lao cái này đi à. Đó. Đấy, mọi người thấy tinh ý không? Đấy. Làm cái thì nuôi quả. Vâng, thì nó tập trung nó dồn. Đúng rồi. Đấy còn nuôi quả là bắt đầu nó cứ như thế này nó cứ lao đi này. Đấy, nó lao vóng ra rồi. Đúng rồi. Sau nó chỉ nuôi những cái ná kia, cái ngọn kia. Cái đầu cành vượt các thứ. Vâng. Khó mình cứ bấm đi. Nói chung là cái này cứ làm vừa chơi. Quả bóng nhiều nhỉ. Nhìn thích thật. Những cái quả này là nó bị cọ ấy, nó gió. Gió nó gió, cái đấy bị gió. Còn thời điểm này những lớp quả con này lại không thấy có ấy rồi, không thấy có phấn trắng rồi. À, mấy này nó thời tiết nó kiểu khác. Thời tiết nó rất là ổn. Vâng. Đây năm 1 đi. À đây bên này năm 1 à. Ừ. Vườn nhà ông rộng bát ngát luôn mọi người ạ. Mấy cái này sai cục hết còn chưa cặp tỉa được cái này. Úi giời ơi, cái cảnh ấy chết ô. Sao cái cảnh nó sai rất nhiều ông nhỉ? Đây vườn này mọi người. Đấy. Bát ngát chui luôn. Chui lên tỉa được. Vườn này nó bị ung nước, nhìn cây nó xấu. Nó Đây mọi người nhìn cái cảnh này. Chi chít toàn quả là quả. Nó lộ ra hết. Đẹp nhá. Đấy, ông vẫn còn thắp bóng này. Vẫn để cái vẫn bóng cắm đây thôi. Vâng. Thắp rồi. Nhưng bây giờ thắp không, lâu lắm. Bây giờ là không thắp nữa rồi.
thời điểm tháng 7. Vâng. Còn tao xuân là họ thắp từ tháng 6 ấy. Vâng, đúng rồi. Xuân thì họ thắp sớm. Xuân là họ thắp sớm hơn cái loại này. Vâng. Loại này thì có thấy họ bảo là thắp nó hiệu quả, mà cũng nhìn thấy hiệu quả thật. Ở dưới này có cái vâng. mấy cái cây bây giờ gãy hết rồi, nó ở gần cái đèn đường ấy. Vâng. Nhận nó ra hoa sớm. Nó ra hoa sớm nhỉ. Đấy. Gọi như là nó không được nghỉ đâu ấy ông ạ. Đấy, nó không cho cây nghỉ mà. Vâng, hoạt động đêm như ngày rồi. Cái này thì năm đầu nhỉ ông. Bão nó đánh té tua hết đi. Giờ nó mới hồi lại được cây. Vâng. Cũng thời gian cũng khoảng 2 tháng rồi nhỉ. Ừ. Đến thời điểm bây giờ là được 2 tháng rồi. Sau cái đợt bão này một ngày quả này. Bão là vào mùng mấy tháng quả lồng lộng. 8 nhỉ. Vâng. Mùng 6 hay cái gì tháng 8. Cái sau bão nó mới đậu được ấy. Vâng. Cái lớp mà đậu trước bão kia cũng đậu được một số, nhưng mà nó đánh cho hết rồi. Bay hết rồi. Đây những cái cây này là bị này. Những cây này là bị gió bão này. Ừ. Đây bây giờ nó mới ra đây. Xuống hết mà. Đây bây giờ nó mới ra này. Ở đấy. Giờ nó mới ra cái kiểu đấy. Vâng. Còn cái cây mà nó không bị thì nó vâng. Quả nó đẹp. Ý, đất nhà ông rộng thế nhỉ. Tổng là hơn 500 cây. 400 cây. Vâng. Thế mà được hai ông bà làm này quá là khủng khiếp thật. Con thì nó đi làm công ty cũng tiếc. À vâng. Bảo nó ở nhà làm vườn nó không chịu ở đâu. Vâng. Đi ra đấy nó nhàn. không yêu nghề này thì cũng khó làm. Suốt ngày thuốc sâu thuốc si. Đấy, loại cảnh vượt này thì cứ cho nó đi đi. Đây. Nuôi thằng này thì ăn tốn lắm. Vâng. Tốn phân lắm. Đấy. Làm này thì lại được ông chia sẻ kinh nghiệm này thì nhiều người được biết. Kinh nghiệm thì nhiều người nó kinh nghiệm còn biết nhiều hơn lắm. Chẳng qua là mình cứ làm làm đến đâu mình áp dụng đến đấy thôi. Vâng. Nghe cũng chả nghe được, theo cũng chả theo được người khác. Vâng. Mà mình chia sẻ lên thì người khác cũng chả theo được mình. Đúng không? Vâng. Nói chung là kiểu như là ông bây giờ cứ cả ngày ở vườn ấy thì ai theo được phải không? Đấy. Ông có thời gian, ông để ý quan tâm vườn nó phải khác. Quan trọng nhất là mình theo dõi cái lá cây. Vâng. Thời điểm nào nó bị cái gì, hay là hoa nó ra mình nó thiếu, mình cần bón phân như thế nào ấy. Vâng. Còn có lại mà còn nó cứ xanh rồi thì lại phải tính kiểu khác. Đấy. Này ông mỗi một năm là ông có một số kinh nghiệm rồi. Đấy. Như cái cây này năm nay mới gọi mới ghép đây. À, cây này á? Ừ, nó lên nó tốt kinh khủng. Ừ, và quá đâu. Gốc táo xuân. Gốc táo chua. Táo chua à? Gốc táo dại gì trước ngày trồng xuống xong nó chết hết. Xong mới ghép lại. Ông tỉa này làm chuyên nghiệp. Nó tốt đấy, nó cứ ra được mấy bông hoa từ cái đoạn này ra thôi. Xong nó lao ra ngoài, nó lại ra hoa tiếp, xong cái trồng nó rụng đi hết. Đấy, theo dõi cái cây nữa là nó tình trạng như thế. Vâng. Nó không đậu quả được đấy. Đấy nhỉ. Đấy, nó cứ ra được mấy bông nó tuột đi hết. Nó chỉ ra được mấy cái ở ngoài cùng. Ừ đấy nhỉ. Đây mọi người ạ. Như này đó. Đấy, nó cứ ra nó kiểu đấy. Đấy. Cột bóng đây. Ông làm khá cao này. Đấy, như này thắp, nó mới tỏa được rộng này mọi người ạ. Thắp chơi và thắp thử năm xem nó có hiệu quả gì không. Cảm thấy mà nó hiệu quả thì sang năm mình lại lại có kinh nghiệm thêm. Biết hướng. Lại biết chuyển hướng đúng không? Mỗi năm nó một khác. Thời tiết khí hậu. Nói chung là nó công nhận là nó ra được hoa sớm hơn. Vâng. Nhưng mà ra cái đài này nó cũng khó chơi lắm. Cái lớp hoa nó
Nó ra mà nó phải gặp lạnh cơ, gặp lạnh vâng. Gió đông bắc rồi thì nó có không khí lạnh chẳng hạn đấy, thì vâng. Nó mới dễ đậu hơn. Đấy nhỉ. Chứ còn mà đang ra mà tháng đầu tháng 7 thì ít đậu lắm, hoa trắng hết nhưng mà không đậu. À thế. Nó cứ phải gặp rét và nó mới đậu được. À, hóa ra giống táo này nó lại phải như thế. Đúng rồi, cái giống này nó ưa kiểu đấy, đa sản. Vâng. Nhiều vườn mất là nó lỡ, kiểu vừa nó ra sớm quá, sớm quá xong rồi cái lớp đó, thời tiết nó nóng nó không đậu được, thế là là lỡ cái lớp đấy. Thế thằng nào cháu thấy nhiều vườn nhìn rõ hoa đẹp nhưng mà quả tuột đi đâu hết ấy. Đúng rồi. Nhiều vườn cháu để ý rồi. Phải là đấy. Cái vườn này năm ngoái mất chứ năm ngoái có được nhiều đâu. À thế. Cũng gọi là được nhưng mà nó gọi là so với năm nay nó là mất nhiều. Vâng. Nó cũng chơi kiểu đấy, mình cũng chơi cái kiểu cho nó ra sớm ấy. À. Ra nó gặp cái thời tiết nó nóng quá thế là chả đậu. Vâng. Và sau cuối là nó đậu cho một lớp bi. Vâng. Cái tỷ lệ quả to nó ít. Còn năm nay thì không chơi cho nó ra sớm rồi. Nó mấy quả đấy nó bị gần cái ấy kia nó bị cọ. Cọ vào ấy. Cọ nó hỏng quá nó. Đây, cái phân trắng khỏi rồi xong rồi nó rám kiểu này. Nó sang rám ấy, nhưng mà cháu lại thích ăn cái loại rám rám nữa. Ăn quả. Nó giòn mà nó ngọt lắm. Ngọt. Vâng. Tao rám năm ngoái đất ngang tao bi rám ấy, đất ngang cái à thế. Tao to. Đất ngang tao bi đẹp. Vâng. Có nhiều nhà nó đòi mua tao dám. Vâng. Chiêu đùa bảo năm sang năm là làm tao dám. Nhưng mà làm tao dám cũng không phải đơn giản đâu. Khó đấy. Ừ. Bỏ mình để nó bị nặng nặng một tí xong mình không phun thì nó thành tao dám thôi. Bị phân trắng ấy mà. Vâng. Đây. Ui vườn nhà ông bát ngát thật. Đây, xài bệnh. Xài nhá. Này ông được cái này đúng phải thôi, lắp hệ thống tưới tiêu kia. Lắp hết, kia bộ cả vườn. Không thì đúng này mà đi đi lôi vòi. Vòi chắc ốm thôi. Vườn này mà đi lôi vòi cũng mà lôi nào được, đúng mọi người. Cũng phải đôi ngày để tưới xong. Cứ mấy năm chưa lắp thôi cơ mà cứ độc một hơn 100 cây rồi mà suốt ngày tưới. Nếu mà đất nó còn mà nó còn ngấm có cái độ ẩm nó thì còn được, chứ mà nó lại cứ tưới vào đến đâu lại không thấy không nước. Không thấy nước đến đấy, như cái đất này bây giờ tưới làm gì thấy nước. Vâng. Tưới vòi ấy. Vâng. Nó chảy trôi xuống dưới hết. Đấy, nó phải giữ được độ ẩm cơ. Lắp cái này mình tưới nó được độ ẩm. Vâng. Độ ẩm nó cao mà mình thích tưới lúc nào tưới. Đấy. Giờ lại hơi khô đấy. Chiều lại phải tưới rồi. Khô nhỉ ông ạ. Khô. Tưới được rồi. Giờ mùa này phải tưới nhiều. Ôi nhà thì mở khóa lên bấm máy cái thôi, bơm tưới thôi. Vâng. Người không. nhưng mà ông Bảy sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 75. 75 ạ? Ai à. 1975. Vâng. Mèo. Mèo. Mèo hen. Tụi mèo ấy mà nhiều người làm được phết ấy. Ý, nhiều người nó giỏi ấy. Làm ăn nó gặp. Ấy lắm thì mình còn làm ăn khá là chỉ giỏi. Chỉ thấy làm thôi mà chưa thấy được. Hôm nay lần đầu tiên rồi, hôm nay mình đi qua khu vực nhà ông đây thấy cái vườn táo mô hình khá là đẹp và sai này thì mình review cho quý vị khán giả bà con có thể là giao lưu học hỏi cái kinh nghiệm cái cách của ông Bảy đây chia sẻ cho mọi người đi ngắm đi mỏi chân đấy ông nhỉ. Được cái là ngắm những cái vườn như thế này có động lực thật.
đi vào vườn thì nay mà không muốn ra. Đến mùa thu hoạch kia chắc khả năng cháu ngồi một chỗ rồi. Đi nhiều cũng không thể đi được hết cái vườn nhà ông này đâu. Sai quá mà nhìn nó mê quá, mình đi nhìn nó kiểu tí đó mình không muốn ra ấy. Đấy. Bão nó đánh giờ nó ra cái lớp này, xước cái cành nữa nhỉ. Nó ra sau cái lớp đấy. Cũng có quả đấy. Có. Bán muộn quá cũng không thích đâu, nhưng mà có cái là nó sai muộn thôi thì. Vâng. Nó bán muộn mình sang năm mình cắt cây muộn xong rồi nó lại sai muộn, nó cái kiểu đấy. Nó kiểu như có gen ấy nhỉ. Ừ, nó mình nó không đủ ấy. Nó kiểu cái thời gian của nó thành quen đi. Ở trong này mình theo dõi thấy mấy cái vườn nó hay thế mà. Vâng. Mình bán chán sắp hết, đến Tết sắp hết rồi mà nó ra giềng bắt đầu nó mới bán. Thế cứ đồng nghĩa lên làm sao lại tình trạng đấy. Vâng, đúng rồi nhỉ. Đây, toàn cảnh cái vườn của nhà ông đây mọi người. Kéo dài lắm, rộng. Thế bên này cái vườn bên trên này là của thằng cháu. À, của cháu. Ừ. Bão đánh gãy hết đi. Dàn tre đi. Cái kia nó càng kiểu như là vít vào nó càng bị sao? Nó gió đưa cái là nó rút cọc lên hết rồi, bắt đầu là nó vâng. Đấy. Nó gãy. Còn đấy. Mình có cái dây này nó giằng được nhau. Chơi ông chơi quả này là uy tín đấy. Mất công một lần làm ấy. Ừ, một lần làm thôi. Vâng. Là mình có thể là hàng chục năm hơn bền vĩnh cửu, gần như rồi vĩnh cửu. Những cột bê tông kia cũng có phải rẻ đâu, năm nay 11 12.000 một cây. Ê. Đấy. Cây khá là đẹp. Đấy, cái vườn này cái độ quả nhìn nó đã nở vai, nó to rộng hơn trong kia. Vai nó rộng nhỉ. Ừ. Cái trong kia mình nghĩ là nó cây nó hơi tốt hay nào. Lại phải tìm nguyên nhân nó ra chứ. Ừ. Nhỉ ông nhỉ. Ừ. Vườn này uống nước chán lắm, dạo trước không muốn sang xem rồi. À thế. Ui giời, đây. Hàng sắt đây mọi người. Sang bên này thì không sai thì bảo là ấy, nhưng mà sai quá cũng vất vả. Phải mà, đi tỉa nó vất vả lắm. Vâng. Nhưng mà có thì còn hơn là không. Có hơn không thôi, nhưng mà vâng. Để mà đúng nó sai vừa vừa thì là đẹp ấy, nhưng mà làm gì bỏ điều chỉnh nó ra được đúng ý mình. Đúng rồi, cái này mình làm sao mà cái này là do cây nó quyết định rồi. Nó bắt buộc là ý, ông cho ăn ngon nay thì phải ra nhiều, ra sai cho ông thích rồi đấy. Đây, cái quả này xong rồi. Vâng, to ấy. Lớp đấy quả to ấy. Hai lạng. Vâng. Định tầm hai lạng cho lên quả đấy. Đây thật. Đây mới là một. À đây, bên này đang tưới bép rồi. Ừ, bên này đang tưới. Vâng. Ờ, đang tưới đầu trong. Vâng. Ôi chưa vườn nắng rồi. Dạo trước cũng đẹp lắm. Nhưng mà nó gió nó đả cho gãy hết đi. Nó đả cho nhỉ. Sơ xác luôn thật. Bên này khoanh nữa này. Ừ, nó khoanh nữa xong nó cứ thế nó gãy sang vết khoanh. Vâng. Đấy, quả lớp quả to phải quả bé đâu. Cái lớp này cái đợt mà bắt đầu bão là nó vào đậu rồi mà. Vâng. Đập cho nát hết rồi. Hồi trưa nắng này thôi thì con cảm ơn ông nhé. Ông đang đang làm đây thì nhờ ông đưa dẫn đi tham quan mọi người ạ. Nên là cảm ơn ông rất là nhiều. Chúc cho gia đình ông bà sức khỏe cũng như là thành công trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn. Đấy, tới này mùa hoa quả là thu hoạch là bội thu này, bán được giá cao. Mong mong sao giá năm nay nó cao cao một chút để. Vâng. Rồi ok nhá, mọi người nhá. Rồi, bây giờ hai con mình cũng chưa nắng rồi, cũng xin phép là mọi người là mình cũng kết thúc video đây và hẹn gặp lại mọi người video lần chào sau của mình. Nha.
Vâng, mọi người xem video cho mình xem lượt like và cũng như chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình nhé.